Đây. Ok, xin chào tất cả anh em đã trở lại với kênh Như Khả anh em ơi. Lần này thì sau trận tống kim ngày hôm nay thì nói thiệt anh em thì một trận tống kim khá là hay của Đường Môn Khải. Nói chung là hay không bằng hơn. Nói chung hôm nay Khải khá là hơn luôn anh em. Đi chúng phe thua, nói thiệt anh em là kim ép tự động anh cuối. Ra là ngụm củ tỏi, ra là ngụm củ tỏi. Chỉ cái nước là đi tạc cánh anh đầu. Đi hướng 3 giờ, đi hướng 9 giờ mà bỏ nhảy anh em trốn luôn anh em. Tại vì bên trong khu vực sói nó bị xây vòng tròn, mình không thể nào ra được khỏi nhà luôn nè. Nhưng mà hôm nay cũng khá là hơn. Lúc đầu thì cũng được top 1, top 2, nhưng sau này cứ giật xuống top 7, top 8, đứng gần phút cuối luôn. Còn tầm 20 phút cuối thì Khải trong giai đoạn Khải đang ăn sói bên kia á, thì cũng khá là đen là Khải không ăn được con sói thôi. Cho nên mà Khải ăn được con sói nữa, Khải lên top 1 nữa thì quá đẹp luôn em. Trong giai đoạn ăn sói đó thì Khải cũng khá là hơn. Khải làm combo lúc đó liên chạm lên đến 15, là giật phát 1 lên top 2, top 3 phút đó luôn. Là từ 15 phút cuối là Khải giật top luôn em à. Nói chung là trận đấu này cảm giác nó vừa hay lại vừa hơn em à. Qua không like nhớ Khải quá. Ok anh Thành Ngô ơi, ca dĩ xa không có, nó chắc là đam mê ca sĩ Dương 365 thôi. Nó đợi đặt kênh YouTube là Dương 365. Anh con sói là ngon lành đúng không? Phải nói anh con sói là ngon nữa nè em ơi. Hôm nay thì ạc này Khải đang có sở hữu cho Khải là 4 kỹ năng vốn có nha nè. Một kỹ năng từ vị phong, một kỹ năng từ vị phong, và một kỹ năng từ dòng băng hội, và hai càng khôn nha nè. Quên lộn, một càng khôn vốn có, nên là được hai kỹ năng vốn có, là Khải được 4 kỹ năng vốn có nè. Một phi phong, một dòng băng hội nguyên sói, một dòng băng hội nguyên sói. Vừa rồi nó dân công kia nó bị mất rồi, chứ gặp Khải đang có dòng nguyên sói sáng sáng dưới chân rồi nè. Đó, rồi với càng khôn hai cấp nữa là hiện tại Khải đang có 4 kỹ năng vốn có. Đó, thấy không? 20 cộng 4 thôi chưa? Còn này 20 cộng 10, tại vì Khải xin xét đồ Khải là cộng đến 6 điểm được một em khí mắt ọp anh em ạ. Đó, 3 điểm này. Cho anh em xem xét đồ nha. Đó, điểm kỹ năng Khải đây. Chống phái Khải được 37. Hiện tại thì Khải đang sử dụng một cái nọ mắt ọp nha anh em. Đó, tam nhãn 3 cấp, sát thương 60 là mát rồi, mà Khải sử dụng 59. Đó, là nói chung ở tam nhãn 3 cấp là đạt móc tống kim 158 và ở lâu sau đây anh em, đạt móc tống kim 261 nha anh em ơi. Đạt móc tống kim 261, sau khi Khải lắc vào thì Khải sẽ được 280, thì Khải sẽ đạt 261, mắt cái móc to cao nhất của đường môn nha anh em. Và ngày hôm nay thì Khải được tống 1 tống kim anh em. Đó, thấy không? BK thì được 122, NBC 200 và tử vong 27, liên chạm 23, bảo vật được 10. Đó. Trong đây thì đường môn Khải này, Thiền Thiên Nhẫn này, tơ n thiên gia phúc là Thiên Nhẫn, Lão Lương là Cô Long Đao Thiên Nhẫn, Nô Một Khánh Đen là Cô Long Đao, Lão Lương Em My, cộng bon là Thúy Yên, Nguyễn Trương là Cái Bang và Tình Anh Em là Cái Bang. Đó, top ngày hôm nay anh em ạ. Và anh em cùng xem lại xếp đồ đây. Hôm qua thì Khải mới mua cho chuyện kháng cả 20 anh em ơi. Ở lần này thì xếp đồ nó có thay đổi một chút là chỗ cho chuyện kháng cả 20 thôi. Đó, hôm trước Khải mang cho chuyện kháng cả 15 thôi. Rồi, kháng họ 27, rồi kháng quanh 29, rồi ngập bội 26. Và bộ tay đang mắt tím 6 dòng, thông pháp làm chậm phòng thủ lý. Và nó thì cũng là thông pháp phòng thủ lý và làm chậm cũng mắt ọp hoàn toàn. Áo thì 47 cũng đặt móc mắt ọp nha anh em, 3 cấp và đai lưng cũng khá tương đối mắt ọp 3 cấp luôn. Và đây đôi giày thì tóc sinh khí và chón kháng họ nè. Nói chung hiện tại thì sau khi Khải lên được cái bao cái đai lưng á, thì Khải cảm giác với hiệu ứng 80 chón này mà, đủ hiệu ứng 80 chón thì Khải giao tranh khá là tự tin luôn nè. Còn lúc trước Khải không đủ chón á, vô giao tranh toàn bị đơ chết, vô giao tranh toàn bị đơ chết. Đó. Nhờ vào đai lưng này cũng khá là hiệu quả nè. Kèm vào nghe mi thì cũng có thể lên được 100 gần 120, gần 120 chón. Rồi 120 chậm này anh em, đó, 40 chậm và 40 chậm từ đại lưng, đó. Trong set đồ Khải tương đối trung bình anh em. Như ở video trước thì Khải cũng có nói thì set đồ này tương đương khoảng hơn 15 triệu thôi anh em. Set đồ cái hơn 15 triệu thôi mọi người. Cái nỏ này thì hơn 10 triệu, nói chung là tầm 10 triệu quay đầu. Còn áo này 1 triệu 3, đại lưng này 1 triệu 3. Còn nón này thì khoảng 300 nghìn, bao tay này khoảng 300 rưỡi, giày này khoảng 300 nghìn. Rồi lại bộ ăn băng này thì mới thay đổi dây chuyền này thì bộ ăn băng này Khải tốn hết chứ khoảng tầm hơn 2 triệu, hơn 2 triệu một chút, đó. Xếp đồ này trị giá còn hơn 15 triệu chồng Nguyễn ơi. Hơn 15 triệu nha chồng Nguyễn. Đó. Nói chung là hôm nay nhỏ thôi em. Nói chung là cũng muốn lưu lại cái kỷ niệm ngày hôm nay thì cũng cố gắng được top 1 rồi. Cũng được anh em donate được mấy trăm nghìn. Thì cũng cảm ơn anh Lê Minh Tiến. À đây đây, nói mới tới Lê Minh Tiến luôn. Anh Lê Minh Tiến vừa donate khoảng 500 nghìn rồi nha anh em ơi. Vừa rồi anh Lê Minh Tiến có bảo là cố gắng top 1 đây, anh donate cho anh em 500k. Ok, em cảm ơn anh Lê Minh Tiến nha. Trời ơi, cảm ơn anh rất nhiều nha. Hôm nay em làm tốt đấy, ok anh ơi. Rồi anh Văn Đoàn nữa, tí nữa anh Văn Đoàn donate sau nha mọi người. Rồi cảm ơn anh em đã theo dõi video ngày hôm nay. Và đừng quên để lại cho Khải một đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để theo dõi những video tiếp theo nè em ơi. Và bây giờ Khải chuẩn bị đi đánh boss nè em ơi. Hôm nay tống kim 21 giờ khá là hot, đánh khá là chắc.